MAU. Thì muốn biết xem họ làm gì thì hãy theo chân mình nhé. Và sau đây thì mình xin được giới thiệu bạn Gia Huy, Happy Team đợt 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là bạn Gia Bảo. Chào các bạn. Và tiếp theo sau đây là bạn Anh Thư. Chào anh Minh. Bạn Gia Bảo. Bảo Mai. Minh Liên. Vậy thì nhạc nào ở đây mình có không? Hay là nhạc bản đi? À, không, mình không thể sai sót của cái lỗi nào hết. Ví dụ như vậy, âm thanh về dây đàn lên, ai lên, mấy giờ mình sẽ lên, có cái tune thì lúc đó nó ồn ào, cái lỗ tai mình sẽ rất là mệt. Oh, right. Đó, rồi xong sau đó là bạn nhạc diễn tiếp. Chưa vang. Em làm sao phải hát có giọng.